phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị không phải là nhất thành bất biến. Các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm chắc những vấn đề để từ đó có giải pháp linh hoạt, phù hợp trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và quán triệt các quy định của Bộ Chính trị khóa 13 về công tác cán bộ được tổ chức sáng nay. Đồng chủ trì hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, các cấp ủy tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Nội dung phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ, đẩy mạnh phân cấp, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, xử lý chồng chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ. Chỉ đạo phối hợp theo các quy chế, phát huy vai trò của các cấp các ngành, tăng cường kiểm tra giám sát. Chất lượng nghị quyết được nâng lên, thiết thực, ngắn gọn, khả thi, coi trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm giấy tờ hội họp. Đổi mới về nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng. Phát huy tốt hơn vai trò quản lý của nhà nước, vị trí vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương năm, Quảng Ngãi cũng đề nghị Trung ương từng bước phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực công tác cho cấp tỉnh, thành phố để chủ động quyết định các vấn đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, nhất là tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ, quan tâm đúng mức đến cán bộ cấp cơ sở. Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã quán triệt quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định số 65 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm chắc những vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị để từ đó có giải pháp linh hoạt, phù hợp trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước sẽ khác, lãnh đạo đối với mặt trận tổ quốc sẽ khác, đối với các tổ chức chính trị sẽ khác. Vì vậy cho nên là cái phương thức đó nó linh hoạt và nó phù hợp tùy thuộc vào đối tượng mà Đảng hướng đến lãnh đạo, không có một phương pháp nhất thành bất biến cho một cái tổ chức hoặc một cá nhân duy nhất. Vì vậy đó là cái đầu tiên mà tôi mong muốn các đồng chí lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện của mình trong thời gian đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta lãnh đạo, chúng ta hay nói có toàn diện, Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng phải có trọng tâm trọng điểm. Tôi cũng thấy tình hình một số các địa phương, các đồng chí ban hành các nghị quyết, các chủ trương của ban thường vụ cấp ủy, của ban chấp hành đảng bộ mình đã xác định được những trọng tâm đột phá. Chỗ nào thì chúng ta phát triển công nghiệp, chỗ nào chúng ta phát triển dịch vụ, chỗ nào thì đô thị, lúc nào thì chúng ta coi vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ. Vì vậy nên các đồng chí lưu ý trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện của mình, và trong đó trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, lãnh đạo toàn diện như thế thì có một nguyên tắc, năm trong năm nguyên tắc lãnh đạo mà chúng ta phải thực hiện nghiêm. Và nguyên tắc đầu tiên đó là tập trung dân chủ. Vì vậy mong muốn các đồng chí lưu ý vấn đề này. Trong năm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng mà chúng ta đã nói đó là tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc đoàn kết thống nhất, nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, Đảng lãnh đạo nhà nước, nguyên tắc Đảng hoạt động trong hệ thống mà hiến pháp và pháp luật, vân vân. Thì các đồng chí lưu ý trong nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất đó là tập trung dân chủ. Một nội dung mà Tổng Bí thư hay nói đó là tròn vai thuộc bài. Làm thế nào để chúng ta Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay, không làm mất vai trò, không mất vai trò lãnh đạo của Đảng nhưng cũng không làm thay nhà nước, không bao biện, không dài tay, không lắng xăng. Đó là một cái mà trong những phương pháp, trong nghệ thuật lãnh đạo chúng ta phải lưu ý để nó. Nó thể hiện trong quy chế làm việc, trong cách xử lý công việc hàng ngày của chúng ta. Cái thứ ba là quan tâm đến đội ngũ cán bộ, phải chọn lựa để xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảm bảo đáp ứng các cái tiêu chuẩn, yêu cầu, điều kiện. Tôi vẫn cứ mong muốn rằng là gắn kết giữa cái việc chúng ta đào tạo từ ban cấp nhưng gắn kết với từ thực tiễn công tác,
có những đồng chí không phải đào tạo bằng chuyên ngành đấy, nhưng có thể nói là các đồng chí qua rèn luyện môi trường thực tiễn, các đồng chí đã làm rất tốt, đã phấn đấu rất tốt, có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Cho nên trong xây dựng đội ngũ cán bộ phải hài hòa giữa hai phía, không cực đoan một góc độ là bằng cấp, và cũng không hẳn chỉ là tiêu chí năng lực công tác mà bỏ qua cái vấn đề chúng ta phải đào tạo qua trường lớp. Vì vậy cho nên là trong đó có trách nhiệm cá nhân, có trách nhiệm tập thể để các đồng chí trong chúng ta xây dựng đội ngũ cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ở địa phương, địa bàn mình, những vấn đề thật cần thiết thì ban hành các chủ trương để thực hiện kịp thời. Khi ban hành các nghị quyết cần cân đối đến nguồn lực triển khai. Cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Sau khi quy hoạch, cần quan tâm đào tạo giúp đỡ để cán bộ phấn đấu tốt, đúng hướng. Quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát theo phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng điểm, lưu ý địa bàn trọng điểm phức tạp, nhạy cảm. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần gắn trách nhiệm nêu gương, chủ động trong triển khai các nhiệm vụ của mình. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phương thức lãnh đạo của Đảng không nhất thành bất biến, mà thay đổi cùng với nhiệm vụ cách mạng. Từng đường lối, chủ trương, chính sách trong từng thời kỳ, giai đoạn sẽ có sự thay đổi khác nhau. Vì vậy, mong muốn các cấp ủy, lãnh đạo cấp ủy cần quán triệt nhuần nhuyễn phương thức lãnh đạo của Đảng để tiếp tục triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn đến.